đang hồng hồng cuối mùa mà đó, chắc cắt chuyến cuối hoặc gần cuối rồi, cứ 3-4 ngày em mới có một đợt học ha. Đây hồng này đó, nhìn đã chưa, to lắm nha. À, hồng hôm nay là 110 một ký như vậy đó, hôm nay 110 là đâu 115 chứ, đâu 115.000 ký nha cả nhà. À, một ký khoảng 4-5 trái nha. Đây em mới cắt đây, còn hồng nếu mà em đóng đi thêm nha, vậy là em sẽ bọc từng trái như thế này nè, đó bọc từng trái như thế này để bảo đảm đi thế này là hồng hôm nay em đóng đi Sài Gòn nữa. 115.000 một ký à. Hồng này đợt này cuối mùa giá lên cao hơn, đợt này ăn là siêu ngon luôn. Đây. À, nếu mà cả nhà ngày nào mà bỗng dưng lười không muốn gọt là ăn được vỏ luôn nha, không chát nha, cái này giòn tận ở trên cây này không hề chát luôn á. À, giò ngọt lắm, không có hạt mà nó ngọt, ngọt mà giòn tan trong miệng vậy á, ngon ơi là ngon luôn đây ha. Cả nhà cần ăn hồng là nhắn em nha, ăn chứ chắc hình như đợt này là cuối rồi em, vườn họ cứ kêu hết rồi vài bữa họ lại kêu có vậy đó. Rất to và ngon nha, rồi hôm nay trời lạnh mà ăn nó mát lạnh hết luôn á, giòn mà rất gọt nha cả nhà, 115.000 ký á. Hồng này nó giòn kim cây, không có ủ không gì hết nha cả nhà, hồng Đà Lạt mình nha. Đó đóng đi em kỹ lắm đấy, bọc từng trái như vậy nè.